Tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy tại quận Bình Tân. Thì như quý vị thấy thì toàn bộ tầng trệt của cái căn nhà một trệt ba lầu như thế này đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Cái tầng trệt này thì vốn được dùng để kinh doanh giấy dán tường cũng như là cho thuê cốt pha giàn giáo. Đoạn băng do người dân ghi lại, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng trệt của căn nhà. Sau đó, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu nạn 3 người ngất xỉu trên lầu đưa đi cấp cứu. Tổng cộng có 6 trên 7 người được cứu sống kịp thời. Đám cháy cũng chưa kịp lan sang trung tâm Anh ngữ sát bên. Khi cái đám cháy bùng lên á, thì bắt đầu anh bên này là cái trung tâm kế bên, anh phải cúp cầu giao phẩm điện và toàn bộ anh sẽ chạy lên, anh kiểm tra bên này sợ cháy lan, ảnh hưởng chập điện cái khu bên trung tâm bên này. Còn ở bên phía dưới này thì những người dân á, người ta cứu được hai bắt cái thang lên cái ngay chỗ cái điểm ra bên trong này là đưa hai người xuống. Theo mình nghĩ chập điện rồi nó mới bán vô giấy dán tường. Đó, rồi ở trong nhà 4-5 chiếc xe Honda thì nó nổ bình xăng luôn, thì nó mới cháy dữ vậy á, đằng này không thoát hiểm được. Nó cháy rồi cái cửa cuốn không bấm nút lên được. Theo công an quận Bình Tân, ngọn lửa cháy trong khi căn nhà có 7 người đang ngủ ở tầng trên, bao gồm cả người già và trẻ em. Thì qua cái vụ cháy này thì có một cái trường hợp thì khi mới vừa phát sinh cháy do hoảng loạn ấy về cái kỹ năng thoát hiểm là chưa có. Cho nên là đã nhảy từ tầng 2 xuống. Thì nếu như là cái trường hợp này bình tĩnh ấy tìm cái nơi thoát ra an toàn. Hoặc là nếu như mà xung quanh nó đã khói nhiều, nghẹt khói thì có thể chúng ta ở trong phòng, như là ba cái trường hợp vợ cái nạn nhân này và hai đứa con vẫn còn ở trong phòng để mà chờ lực lượng phòng cháy chữa cháy của công an quận đến thì đã cứu được. Thượng tá Bình cũng cho biết dù đã nhiều lần tuyên truyền về kỹ năng thoát hiểm cho người dân, tuy nhiên vẫn còn có trường hợp đáng tiếc xảy ra. Căn nhà một trệt ba lầu, rất nhiều cửa, nằm ngay góc phố rất dễ thoát hiểm. Tuy nhiên, do kỹ năng thoát hiểm không có, phương tiện thoát hiểm không có đã dẫn đến hậu quả thương tâm như hiện nay.